Vâng, xin chào tất cả anh chị. Tôi là Trần Minh Đức, tổng đốc công ty chứng khoán Đồng. Thì rất là vui là được công ty Vinic thiết kế cho tôi làm toàn bộ nội thất trong gia đình tôi. Thì toàn bộ nội thất thì do Vinic làm. Thì biết đến Vinic thì thông qua một người giám đốc, đó là bạn Thành. Thì anh em cùng sinh hoạt của gia đình công tác xa quê và bên công đoàn. Thì khi bắt đầu là làm đến thì tôi cũng tham khảo ý kiến của một số anh em, thì anh em đánh giá Vinic rất tốt và tôi cũng mời anh Thành đến. Thứ nhất là khảo sát, thứ hai là lên 3D đó để xem là cái khung cảnh nhà tôi như nào, nhưng mà được cái là rất tốt và chúng tôi rất là ưng ý, rất là phù hợp. Và từ lúc thi công cho đến là hoàn thiện thì đội ngũ của Vinic rất là nhiệt tình, đội ngũ kỹ thuật thì rất là tốt về kỹ thuật cũng như là rất cẩn thận. Và được một số các anh em đến tham quan nhà thì cũng rất là khen, đó là đội ngũ của mình. Và đồng thời tôi cũng nhờ các đồng chí đó xem là cũng giám sát mọi cái công trình nội thất thì đảm bảo mà phù hợp với gia đình tôi. Thì tôi mong muốn rằng là Vinic phát huy khả năng của mình nữa và phát triển ngày càng phát triển hơn. Xin chúc mà Vinic ngày càng phát triển hơn nữa.